Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay cũng được nước dằn lưới nèo bạn ơi. Củ sủ cũng có bủa, tay lưới nèo mà ta lưới cũng ngắn à. Đây được rồi, mấy anh em mình chia đôi ta lưới ra. Rồi bữa nay nước nói chung cũng không ngon hùng á, mình bủa kiểu gượng ép á. Mình dằn con tài một à. Còn kia là cặn thủ đang đi câu cá đó. Đi với củ con. Lưới nèo con. Còn bên kia là cô ba xinh đẹp cũng đang câu cá sét đó. Nhất sẩm gì hận bạn ơi, giờ này cũng 6 giờ rồi, chuẩn bị sụp tối rồi. Nước này lạng bạn có Hugo rồi nha. Mong là bữa nay trúng mánh là nhất đúng với câu nhất sẩm gì hận của mình coi. Có con tay con ơi. Bữa nay tôi dằn dằn có con tay lớn nhưng mà ai biết được phải không? Đúng nước cá đi ăn là cũng trúng đùm lè đậm lét á. Tại do nhiều khi mặn nước này sợ nó không gọi là tránh kém hôn đó, bởi vì nhiều khi mình bủa hai tay lưới á, mình cuốn lưới không kịp với lại sợ bọc ni lông này nọ cắt kiểu nữa. Ở sông Tiền bây giờ mà nếu mà nước chảy mạnh là coi như là ruộng bọc mạch luôn đó. Thôi cái gì hẹn cả nhà chút xíu nữa ha, chút xíu nữa theo mấy anh em mình cuốn lưới thử coi bữa nay như thế nào nha. Mong là bữa nay con sẽ có Hugo là cho nó đã. Giờ mấy anh em mình bắt đầu xuất binh thôi bạn ơi. Bữa nay văn võ báo quan quá trời quá đất, có Huệ con bà Tư xinh đẹp về nữa. Hùng cái chép đem nguyên cái bội ra kìa thấy không, chuẩn bị kiếm Hugo đó. Bữa nay thế nào có dính Hugo à? Nay có củ con theo nữa nè. Quá trời hôm nay văn võ báo quan à. Dục bye bye, bữa nay thế nào cũng có Hugo à. Chút 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 chút. Trời ơi 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 trời ơi. Ồ, nhất sẩm gì hơn, chiều nay khung cảnh quá đẹp luôn, mong là sẽ có Hugo. Xa xa đằng kia lại cà lọc đó. Đây mấy anh em mình ở ngoài bắt ngoài cuốn vô. Tay này thì cũng có 400 mét à. Một tay lưới làm nên chuyện lớn, nói chung là dài bằng cái tay lưới của đại cà lọc mình đó. Đó, 400 mét. Cảnh trình xe đét giờ đẹp quá, quá đẹp. Tới rồi đó, tới phào rồi bạn ơi. Chiều nay mày nghĩ có cái Hugo không? Chiều nay nghĩ có Hugo không? Trời ơi, mấy ngày nay mấy dạo này củ sủ nó cờ xưa rồi, đèn chớp cũng xưa rồi. Tối không chơi đèn chớp cho nó cờ cũng chơi luôn. Hả? Ủa dạo này cá sát còn với cá cơm quá trời lên ăn móng nó nhiều chân kìa. Mà mùa đông đái. Ngày mấy người ta đánh lưới ở dưới hướng với Mỹ Thuận, tôi nghe nói người ta bán dữ lắm, mười mấy 20 triệu không trời. Đánh dưới hết mẹ. Cá dưới nó rút ngược lên. Con nào nó thoát khỏi nó mới sắp sống lên. Đúng rồi, những mặn mà. Đường lưới cá sủ đực đó. Không, cái này với sủ con dữ ta. Sáng cái chợ mấy người đó ta bán sủ con nhóc chứ. Mùa gỗ nó làm sao. Nhỏ nhỏ nhóc chứ. Mấy cái sủ đó mà văng câu bằng mồi tôm lóng dính dữ lắm. Không biết. Lên gì. À, chuẩn bị lên cá nghe bà con cô bác. Lên Hugo. 5 kg. 5 kg nè, đá. Lọc con chưa cuốn gì vậy? Cuốn rồi á. Bữa nay quốc hai tay mà. Có lỗ chỉ thăm theo quốc lực hai tay không mấy ngày nay mà. Có tôi không chơi hai tay. Dạo này chưa thấy được mặt mũi con cá sủ gì đâu mà tàu 3 kg ăn lên trơn kỵ. Còn là cá mini được không à? Hứng Hugo hết thì sao rồi? Bữa nay là bọc lớn bắt cá dồ Hùng. Bọc rồi đó. Đâu? Bọc trong sáng mai mới cuốn hả? Mới chứ mới dằn nãy rồi tối cuốn được rồi.
Phải tự tin lên chứ ông. Tự tin vào, tự tin vào ta lớn thành thế nào hồi cũng có Hugo trong con. Đó. Mà đừng có nghe hùng nó đó đó, hùng gác cũng là nó cũng kiều đó nữa. Rồi còn tao này khoe gì nịch mới luôn cái gì trời. Lâu lắm. Đó. Đó vậy 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 vậy. Trời trời. Trời nó. Người ta là bự cái này không có cái nhỏ. Cái dàn nhím rồi. Trời cái gì dạo này không lớn lớn không vậy? Nó đực nghe, đực nghe con này bán tầm cỡ 7 triệu á. Hổm giờ bán được 9 triệu 7 rồi đó. Mà nghe bự bự con quệ nó tưởng đâu gì nó đi bàn là nó coi cái nó nói mày tào lao. Bự dữ chưa? Bự dữ chưa? Bự dữ chưa? Cá cỡ vậy vậy không đó. Còn hổm giờ bán được 9 triệu 9 triệu rưỡi rồi đó. Dạo này có mùi gỗ đó thì sao cá mình lớn không trời? Chín triệu rưỡi cá vậy không phải chín triệu rưỡi cái số vàng. Bữa nay theo cuốn lưới hùng hậu lắm bạn, lực lượng hùng hậu lắm, nó nói gì không ai có Hugo chứ. Thịt con Hugo lên chục kg nè. Cá nữa. Nãy giờ mấy con cá là không? Không có. Nãy giờ không uống nước gì không à? Không lập trung chuyên môn nếm cá vậy. Ừ. Lên con như vậy nữa té ngửa rồi coi này nha. Đó. Ừ để coi này nha. Không lên con đó hoài. Bởi nói lên con đó cỡ đó nó té ngửa thiệt chứ không phải chơi đâu. Kìa như con chim lè lè phải không cậu? Tại nãy ông tám nói là bữa nào không đi thả gì không đi thả kìa. Nghe nói chuyện qua chiến trên mẫu ba với đại ca cúp chả nó nằm bấy sấy sáng giờ mà. Cháo con tắm thả lưới cá thu nó ngọt á. Tập trung chuyên môn. Đang ngắm nghía nè bà. Con nó phình lên nghe ọc ọc cây. Ổng mà ông tên là Bảy Lè gì đó mà sao không biết ai kêu là chim Lè Lè không biết. Kiểu mà ấy dùng cái tên của bài hát gì chim Lè Lè gì đó. Chim Lè Lè nên chống hỏi nghe. Có sao không? Chim Lè Lè anh có nghe nói nha em. Ý là bài hát rồi à. Tôi nghe bài hát nào cũng con chim Lè Lè. Đúng rồi. Chim Lè Lè nó nói bài hát. Con chim đó nó đậu cầm gì đó. Ừ, hồi đá gì sữa không? Giờ đó. Con chim le le thì hình như bài hát nó không có từ nghe le le nghe nó sao sao phải không, làm gì để trong bài hát được. Đậu cành tre. Nó le le. Nó le le nó đậu cành tre. Trời bữa nay đẹp ha. Đậu quét ha. Hồi nãy thằng Hùng nó đi châm cây chuối với bắp chuối buôn bột chuối và cá gà chưa? Không gà tôi thấy nó giác rồi chứ đâu. Tại Dương Huệ đang đi châm. Đó, đó mày hả mày. Lên clip mà nó Hùng chôm chôm mày. Đó là nghe tao coi tao bắt Hùng sao. Nó Hùng sao phải không? Hồi nãy em có quay phim nữa em chia cho anh. Nó là Hùng đi sinh. Sinh có nào. Của ông nội nó để lại. Nó Hải củ sủ ở đằng đây củ sủ nó đù. Còn đại tử này nó còn hơn tao nữa. Quất cây chuối xưa là quất luôn nguyên cái mùn chuối. Yeah. À. Trời ơi. Luôn. Sao dạo này nó cứ bơi lớn nó không là sao? Không cho toàn là cá gì không trời. Cá toàn là muối muối sợi ớt chiên không à. Muối đâu trời. Nó cũng được 100.000 ký với bở à. Còn mình sao mấy cá trong con này dạo này hình như cá sủ đực nhiều hơn trời, nghe ông cục không à. Vậy 300g được 100.000 hả? Sủ đực á hả? 100.000 ký. 100.000 ký á, cá này nè. Hai con nãy giờ đừng ký không? Chắc không tới rồi. Hai con chưa, ba con mới. Gì đâu cá gì đâu mini lúc mầm lúc lá không mà sao xỉ ta ba con đựng ký. Dạo này cá sủ đực mắc lắm luôn á, phải thời tán con là khoảng 3 ký thôi. Có trời. Biết nhiêu tiền mà nói. Hai con đó đực đó 10 mấy triệu ta đó đọc đó mày nữa. Nó ngàn lòng nó cũng là 3 nhưng mà 300g. Nó dần tràn vậy chứ ngồi đó. À, bà đừng nghĩ lại nữa. Bà đừng nghĩ lại nữa. Ba con.
Sao dạo này sao cái ám ảnh vụ này hoài trời, cá gì đâu bị lớn không mày? Có số lượng thiệt. Ụt nữa gì đó. Đợt không đó. Ừ, toàn là có số đực không vậy? Con này chưa đựng ký nữa mày. Con tiếng đụng ơi, cá với mắm cái gì kỳ trời. Cá này là ba chị em nè. Hai ba anh em. Con bự kế cái con vừa vừa tới cái con nhỏ xíu. Được cá gì đâu mà toàn là mầm lá không à. Còn mấy nhỏ lưới bự nó bút hết rồi. Hút bà dư Vĩnh Long rồi, dạo này mình nghe nói với họ đánh lưới trúng lắm mà cá bự bự không mà có sủ á. Tôi kêu ông. Do dạng như nước nhiễm mặn á, từ dưới nó bắt đầu mấy đầu nguồn kia nó rút ngược lên á. Dính toàn là cá bự bự không chứ trúng quá trời trúng luôn. Ba ngày nay là giàu luôn rồi. Còn mấy anh em mình sao con nước này trên đây nó hơi bết bát quá. Tính hết luôn mà ai cũng vậy, nó bết bát quá. Dư Vĩnh Long đó ở dưới cầu Mỹ Thuận nó rút hết rồi. Hùng cái chép hôm qua kia rủ củ sủ chị ghe xuống tới cộng mới thận bổ dưới á. Ông tèo đi dưới có không? Cũng có sủ nhỏ không mà. Ông đi xuống mỗi, ông xuống đây à, mỗi bảy à. Có cha con không vậy á? Cha con Như cũng Dư hả? Ờ. Ờ có thằng Đạt á, là như đi thẳng tới Mỹ Thận à. Dư rồi á, nãy chạy thẳng Dư luôn á. Có không? Không biết, không có hỏi. Kìa đó ông Tám đó cũng sức bình đi thả lưới cái thu luôn á. Lưới cái thu là phải thả ban đêm á. Một giờ một cứt vậy. Nữa. Sao mà ông nói một cát một đắt mà tư mà sao mà lại nói là một cước. Đúng là thiệt, cái này đường lưới này mạnh danh đường lưới cá sủ đực thiệt. Nãy giờ dính cái sủ đực không á. Ba con toàn là đực không. Một trăm ngàn đồng. Chưa được đâu, chắc chưa được ký đâu. Năm chục con quá đâu, bà nổ là tới 500 con quá, nó nghe 500 cư thôi. Ta nuôi gà, ta bán mày đó. Con mà 500. Mới nghe mà nó 500 con nghe. Nhưng mà tôi nói trước nghe, bà nuôi gà bà phải nghĩ tới cái tức là mấy tháng sau là khả năng hùng cái chép chứ. Là có cái trò gì đó đúng không? Bà nghĩ đi. Trời ơi, ta nuôi thằng cũ được còn bốn mấy con kìa. Bự rồi, cầm chân rồi. Bắt đầu ăn hết con cũ quay qua tao. Đó ta nói mà. Nhưng chắc tối có gà cháo gà ăn nó không còn gì bằng á. Kêu cánh nghe nghe. Đó, ê con này cháo. Cháo. Cái cắt cái đụng cái kia cắt cái nhà cái trời nghe chân cái mã mà ổng á cho nó vui. Tối gà hai ly mua vô cả hai ly cộng ly á, tôi ly ông ly hả vậy hả. Rồi mua cá cho cháu giờ dính mình lạch giữa sông luôn rồi. Mau ra giờ tối rồi ha. Mở dùm cái đèn dính cá bự ghê luôn. Mau thiệt chứ mới sáng đây cái tự bực cái nó có hù liền. Cái đèn này chỉ được là nửa tiếng thôi. Xíu là nóng vào đầu là chớp hoài. Ủa tính ra kéo lưới neo mà hồi nãy giờ vậy là đạt lắm. Mới kéo nhiều lưới đâu mà 4, 5 con rồi. Ừ vậy là đạt lắm rồi đó. Nhưng mà có số lượng là không có chất lượng. 4 con à. 4 con hả? Mà nó cũng gần nửa tay lưới rồi nha mấy đại ca. Cái điệu này chắc nghi đủ tiền xăng cộ quá. Lỗ tiền công chắc luôn rồi đó. Nó nói chứ đừng gà cá bự dính trong bờ không ạ. Người ta chỉ đi tập hơi dục thôi. Ừ. Cỡ. Ừ. Cứ là đáo. Không có. Ông tự làm có cảm giác không? Ừ. Mình giật mình. Mình nghe cái mình giật mình đấy không? Dài bữa nó không đưa về vô mà tự biết. Sao gì kỳ cục kẹo vậy? Miếng nước này như hai đại trọ cũ sủ ra tập thể dục chơi hay sao trời? Tay giờ này yếu, giờ tập cái tay rồi. Tập cái bắp, hình hay sao đâu. Ừ, thấy chân kỳ cục kẹo ta.
Với lại nước bữa nay nó cũng chết, nước nó không ít lớn là cá cũng ít không có. Bạn nhích lên chút ngon quá. Lọc không có luôn, giống như la vậy. Là bà ba với Nhương nó không nhàn chiếm la là không có. La gần gần lên là biết có. Nghe gần gần lên là biết có. Chắc tao đi bữa nay ấy nữa rồi quá. Nước bữa nay nó không được lớn lên, nó nhích lên, nó mở rộng. Nãy giờ không nghe cổ chủ nói xỉ tùng xỉ lưới vậy đó, đó không được nửa tiếng nữa là chớp rồi. Gieo giờ mấy cô chú nghe in nổ trong rền rang cho nó vào cây đó quá trời nó kêu. Giấc tối mà nó khỏi giấc tối nó ngừng nghỉ cũng đỡ, giấc tối giữa đêm nó cũng nghe kêu nữa, đường chạy về nghe nó kêu in nổ vậy. Tới hè có lông bự lông cánh à, không có sợ mũi cắn. Vàng 25 nè ông kia. Ngưỡng thử. Cổ sổ bữa nay cái nào xó clip không nội, nào giờ dân lưới neo như tôi chưa bao giờ xó nha. Nhớ có lần Long Thể Bắc An ghé vô xuống mẫu lượt hai cái sổ bự cũng được clip đó. Ê dân chạy rồi không? Bự đó không? Ồ, này bự nha, bự nha. Không thấy luôn. Trời, trong cái bè ghe không thấy trời. Nằm dưới bè ghe. Đó. 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 Được rồi, được, hình như đực đó. Đất. Đất. Đực phải không? Đất. Cái bụng nó bự vậy. Đất. Đực đó. Đất. Kêu ngoại. Rồi sao không nghe kêu? Bà nói nó không kêu kìa. Ừ, cái này nó không có. Cái rồi, cái bụng tròn ủm nó không có khối khuyết. Kêu ngoại. Bóp mỏ mày mày không kêu. Wow, tiếc ghê các bạn. Đó là cái gì? Cái bông bóng đó. Cái bầu tử. Sao nó lòi ra ngoài vậy? Nó ngộ vậy đó. Cái này dính lưới là... hay dính câu là nó lòi ra. Biết có cái này là gì không? Là có tiền. Đó. Thế tôi nói đèn chớp là có cá chứ bị có con chứ nữa. Đèn chớp là có cá đó. Trời ơi, ngại không ba. Nó gỡ cái cây nó nói là dính cái cây không à, nó không thấy cá. Thấy cái cây luôn, cũng thấy cái cây không à. Tôi đâu nghĩ là dính con cá đâu. Nó tự nhiên đâu lú trong bờ ghe nó lú ra không biết nữa. Gì con cá gỡ lâu chứ không? Ừ, không kéo lớn. Kéo lên, ừ đó nó bục ra đó. Kéo lớn ủ không chứ không? Đi tập. Đi. Móc cái mạng nó đi. Bước mặt lớn kìa. Ôi ôi trời, đợi nãy giờ mới thấy được con cá đó bạn ơi. Con cá mạnh sẵn trời. Ai đối thượng quậy đâu. Rồi quá đẹp trai. Thấy nguyên cá chép. Cái gì nữa bà đâu? Cái bọc trời đó. Cái bọc. Cái cây vậy tôi cũng gỡ nữa. Ồ nãy giờ chờ đợi lắm mới được con cái sủi chất lượng. Nãy giờ nãy giờ cũng kêu 78 gì sức á. Được 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 được. Có động lực rồi, có động lực rồi. Bờ là có mà. Gỡ cây với gỡ bọc bị qua mắt không thấy cá đâu, gỡ thấy cái nhánh cây không à, đâu nghĩ con cá đâu, thấy nhánh cây không à, tự nhiên đâu trong bè ghe nó lú cái đầu ra hả, nó cũ lắm, nó nhìn lại nó thấy cái đuôi đưa lên đó. Hên thiệt chứ, cái này có con quậy theo hên quá. Lên con cầm cá cũng tiền bạc không cá thùng cũng rồi. Câu nói quyền thoại nó câu nói gì bà tư nó nhớ không, sao tôi quên người ta hả, hôm bữa nó bên bè nó bên cái sụp mà nói gì, nói gì ở ở làng mẹ gì gì bà tư thùng nó nói bữa có bà tư nữa máu gì trời. Cái kêu nó gì, nó nói gì ở bè gì không gì nữa, tình nghĩa gì ta cái gì tiền bạc lên. Tiền là phù du. Tàu lao cái câu bữa mình nói kìa. À, tiền là... tao nhờ mày làm cái gì á, không phải. Nghĩa dân tiền là trên hết à. Không phải, không phải gì đâu. Cái câu nó ngon cũng đã hay hay lắm. Rồi quên rồi, lâu quá quên rồi. Coi lên clip. Mày nói mà mày không nhớ không? Nhớ trình liền nhé. Bữa tao nhờ nó làm cái gì hay gì đó. Ừ, nó cũng vì tiền nữa đó.
cái gì tiền tiền đó quên rồi, con nói cũng hay lắm quên lâu quá. Bữa mày đi ơi, cái xuồng cà bú xít phía bên bên kia bè kia hùng, em phải nói là bây giờ trả em 500.000 đi nhớ. Kìa thấy nặng nặng kìa, làng quảng có cá này bà con, vừa gốc ra có cá đó, giục hả? Giục hả? Nặng nặng là cá đâu rồi, con cá bự lắm. Nó hay diện lưới, chịu không? Thấy con như cái diện trên nó vẫn còn ghim xuống rồi chứ. Thằng ơi, cái đồ chuột ngắn dữ ha. Ngủng ha. Ngủng. Hết khúc hả? Gách rồi lưa chứ. Cái đó là bựa trong cái góc bự đây nè. Ủi con cái là chào bá. Ủi là mấy con mà. Ta nuôi gà nè, ta bán cho anh chiếm làm liếp chứ. Con gà nó nhân lên, nó chục trăm là vậy đó. Trời ơi, trời. Tại vì bán cho anh chiếm. Tao lấy chiếm rẻ thôi, con 300, 300. Trời ơi, con 3 triệu. 4 con 2 triệu. Quá im quá bà tự. Giàu giàu luôn. Nói nghe. Nghe nó dễ ăn ghê không? Dễ ăn ghê. Ngày nào cũng kêu không kiếm làm gà. Ăn riết mặt mày giống như con gà luôn quá. Trời ơi, tôi nhiều món gà. Gà chanh, gà nấu canh chua, nhẩu gà. Làm tùm lum chứ. Nhưng mà tôi có kể cái ớt lạnh không? Gà tiền thuốc bắc, gà nấu ca ghi. Ta nuôi chừng nào già lên thì nấu ca ghi. Gà nấu măng. Vô đây bắt đầu có bọc rồi nè. Lúc nào cũng vậy, gần bờ là nhà mỏ không bắn ra. Lúc mà bọc cũng dính chưởng vô. Mà ngược lại thì có cá. Thường cá dính gần bờ. Gà chiên, gà nướng, gà làm nướng quá. Còn cá sử bự bự nằm trong đây không đó, vẫn vẫn chơi nha. Gà tìm thuốc bắc luôn hay không? Làm con trong trọng cũng cỡ đó nữa, ngon rồi. Tùy theo thời buổi. Thường là dắt sắp tối này cá bự dính từ tầm này đi vô. Thấy chứ, hồi nào giờ cá sủ bự bự không bao giờ dính giữa sông, ít lắm. Đa số dính ở tầm này đi vô gần bờ không. Dám cái phao buộc ngay cái bè mình lắm mà ta, phải không? Cái gì, cái thùng của ai buộc cái bè mình hết. Lọc trên buộc luôn hả? Hả? Chỉ Tùng hả? Mới này cũng gắt quá, bởi vì đôi khi chỉ Tùng cũng hơi chút chết. Được. Chạy con cá dạng nó dính lưới nó lẹo vậy nè. Chạy nè, nó chạy nè. Cái mặt lưới nó bị ấy. Nó chạy nè. Trời, bông lao. Bông cái chép. Nói gọn tay rồi. Trong cuốn tay dài chứ cái gì? Cũng ba đâm đều chứ dài gì. Ba trăm điều hả? Bán mày, tôi nhớ cái tay kia, tôi mới ổng là sau này là như 400 đó. 400 tại sao có 200 nữa nhiều? Thì 600. Cái tay kia không chi đều ra luôn hay là tay 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 400 ba tay 200. Tôi sợ tay cũ 200 cũng để riêng không? Mấy tay? Hai tay, hôm nay muốn hai tay. Hôm nay giờ mỏ đầu xuống mạnh rồi nè. Kéo lưới bắt đầu hơi nặng rồi đó. Đây nước chảy mạnh quá bạn, là nó liệt cái viền phao xuống á, mình cuốn tới lưới nặng lắm. Bởi vì ở đây là vậy đó, nhiều bả là hôm nay là bạn giúp trưởng mới hai tay xuống ống. Cần thủ con cá sau này ở đây ta ra bèo quá trời, cần thủ hết nhà chiếc này tới chiếc nọ chạy được nộp được con cá. Cái gì vậy? Thì bông lao nó động nước làm giật mình tưởng đâu cá mà. Với lại chỗ này sập cái hố cũng sâu rồi. Chỉ mạnh rồi đó nha. Ông bà này nồi như cái bách không có nhím. Hai tay nữa mới đọc nha. Ông Lộc bây giờ, ông Lộc với ngáy cũng mới xong cái tay một kìa. Đang cái nước này để uống hay là làm gì con? Uống hùng cái chép bên theo.
Ủa nước nãy chảy mạnh miết xuống. Wow. Lâu rồi đâu có cái gốc này. Cái này có phải dính gốc không hay liệt? Tôi nghĩ dính gốc á. Cho nó nói nước nó liệt đâu dữ thằng ôm vậy. Chỗ này sợ sụp hố làm sao, gốc cây gì đây nè. Mình lấy kéo mình cắt. Đó lên nè, lên nè. Đó ok đi mời. Vậy. Cá gì? Có gốc. Trời. Có gốc là có cá. Nó không nổi ủi đi chứ sao giờ. Mới lên cái bật phát rồi. Đó, tôm là tôm càng cái đó. Ôi, tôm càng xanh. Tôm càng xanh bạn ơi. Ê, ngon lành chưa? Tôm càng xanh này đem về cho con chuột nấu cháo, cho con chuột ăn là khó chê. Quả đã mà. Đang dính gốc bởi vì nó ủng kéo bật con tôm càng xanh lên cái giật mình luôn. Có cá luôn nè. Chuẩn bị có cá nha. Mồi mang yêu thích của mấy cá sủ đó. Tập trung chuyên môn kìa. Ừ, tập trung chuyên môn nè. Nó nấu chứ cũng quay chuyên môn lắm phải không? Xuống cái gốc này chắc có cá rồi. Bụng mới lặn dưới lên á. Bụng mới lặn dưới lên biết hả? Ừ, lên. Cái gì vậy? Gì á? Bắn thằng thiên đụng ở bông lao. Thường nó rớt xuống mấy cái hố là bằng cá có cá dưới á. Ở dưới á. Cái gốc á. Đây có quặng sấy có hố sâu lắm mày giỡn hoài nha. Lặn dưới mới lên tao mới biết đó. Chỗ này là không có sủ khủng. Người có sủ bự bự dính gặn trong đây không? Thấy hiu hiu sao ta? Rồi. Vô đây là tùm lum cá, đầy đủ mặt cá nè. Chuẩn bị hết lưới rồi bạn ơi. Tới đầu hết. Chuẩn bị hết rồi. Vô tới bè rồi kìa. Ủa vậy hả? Ờ. Thấy vậy đó hả? Ủa mà thấy ớn lạnh chưa trời. Tôi tưởng tượng nó mới đầu cá ăn móng không à. Rồi xong. Chương trình chúng ta tới đây là kết thúc. À, sức thì trời chỗ này tính ra giờ nó cũng bồi ba cái bọn cá phân nó ấy chứ lắng ấn lạnh trời. Đó lên tim bựng bựng đầu ghe đó. Dữ dằn thiệt chứ. Thiệt vài năm nó cạn chứ không dám chơi đâu. Nó bồi quá vậy lớp kiểu mà nó có phân. Giờ mấy anh em mình bo cô móc đầu giật bánh lái về thôi bạn ơi. Bữa nay cũng hên được thành quả được con cá sủ cũng trọng trọng đó đó. Bữa nay với một phần nữa bữa nay ngủ sủ văng có con tay lưới à hơi ngắn kiểu mình nửa tay lưới hồi nào giờ văng á đi đôi ra bởi vì nó hơi ngắn chút nhưng mà được thành quả gì cũng được rồi hên được con cá sủ bự đó kiếm tiền chợ búa rồi này nọ được đi đâu khoảng 4-5 cá sủ vong vong rồi tôm càng đồ để Hùng cái chép lái nè bữa đó lái lên bè bá gì tao bẹn bữa rồi. Che nè, trước gào mấy cái lục bình nè. Giờ nó trôi tùm lum bây giờ. Cuốn xong tay lưới là xác bè luôn á. Thì nè cái về tới bè à. Tới bè còn hụ nữa mày. Coi chừng cái dây phao lưới neo của hai trò mày đó nha. Nó có dùng nổi lên không đó. Ồ chuột kìa với ba có kén rồi. Về tới bến quen thuộc. Trời ơi trời. Không hổ danh hai sư phụ nữa kìa. Hai trò nó. Dây phao để dùng dài nó không thật. Gặp cái ghe chuột nào chạy đi nữa chém vô chuột dịch tới chị. Bữa nay được con cá sấu siêu to khổng lồ. 5 ký. Để ngồi mà coi nè, để trong đây nè bít đục luôn á. Không, bữa nay cũng được con cái trọng trọng bà.
Cái 6 cái 7 gì á. Còn nhiều cũng giống nghịch như mấy ngày lần trước đó, dân giòn vậy đó. Lông siêu nhẹ 2 cái mấy 3 ký á. Cái đực đỡ khổ trời. Bán đực ngon quá. Vô giá. Con này là vô lội rồi nè, nhưng mà cái sủi cái. Không mà có một lần bị làm bà. Tôi với củ sủ với hồ cái chép làm luôn á. Em lên tiệm mà họ mới nói cái đực. Đấy. Sẵn đây là thằng quay thành quả luôn, để hồn cái chép nó căng thử con cá bự này. Đó, coi. Rồi. Còn một mấy ơi, con cơm càng, con ni ri nữa mấy ơi. Con này là quặng thấy cũng bự hùng 2 ký lắm được hùng. Thấy bự không mày? Móc nhiêu đây? Ủa 2 ký 7 luôn trời. 2 ký 7. Ủa những cái sủ vậy mình cứ nghĩ ban đầu ký 7 mà. Ê mà nọ cái này cá đực không mà vô rồi ha. Cá đực đậm lè đậm lét rồi. Ủa cá đó khoảng ký 7 ký 8 ăn nhờ ra 2 ký 7 luôn trời. Kinh khủng cá thiệt chứ. Cá sủ nhỏ không vậy? Cá dạo này mập dữ thằng ôn trời. Không ngờ luôn mà. Mấy ký? 2 ký 7. Hồi lúc đem về đây tôi quay nè, tao nói khoảng 2 ký, thấy nó hơi bự 2 ký, ăn rồi lên tới 2 ký 7 luôn. Lúc nãy gỡ thì nhìn không kỹ hôn, thấy cá cũng giòn giòn. Quá trời, với đâu được chào cháo với ba bốn cái sủ mini nữa. Ồ con này thôi cũng ngon rồi. Nếu mà cái này cái sủ đực 3 triệu mấy 4 triệu hơn. Ê. Ờ chọt. Ờ quẩy chọt. Nhau dưới chọt. Con tôm càng long đem dẹp phải không? Trời ơi mau chạy. Nè. Cá sủ vậy mà 2 cái 7 đâu? Được là lụm hàng rồi. Được là lụm hàng mấy triệu bạc bởi vậy trời. Con là được, được cũng được rồi. Thôi bà cậu cho là mừng rồi. Khó hơn không. Ở đây cái giá trên lệch giữa con có sụ đực chứ có sụ cái 3-4 lần. Cái sụ đực nó mắc hơn á. Nhờ qua trong bóng á, là bên kim chỉ mai đó, dụng cụ tự tan trong cơ thể con người á. Bên y ngành y đó, bởi vì nó mắc chỗ đó. Ở sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Chột chột. Để hôm nào được nước mấy anh em mình sẽ đi bào nữa bạn ơi. Bữa nay dân ta lưới hơi ngắn vì cá nó cũng tương đối thì ít hơn mọi khi. À, chào nhà nha, hẹn cái nhà lúc sau nha.